បាទសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់ការប្រកួតស៊ីសវត្ត Blank Glory Tournament បាទដែលនេះជារដូវកាលទី4ហើយយប់នេះខ្ញុំបាទត្រូវរួមជាមួយនឹងដៃគូខ្ញុំបាទតុកតាចា៎សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺជាការប្រកួតរវាងគូ Murder Squad បាទជាមួយនឹងក្រុមក្រុមអីចេះទៅឈ្មោះបាទឥឡូវកំតនេះក៏វាយគ្នាបាញ់មកក្របបាទយើងធំក្រុម team solistis បាទអញ្ចឹងយើងសុំបទសនាមអ្នកលេងបន្តិចបាទខាងប៉ូឃ្យូបាទ Exoker លេងដោយលេង Alpha Red Blade Kestrel ហើយKitsha Junior ក៏លេង Lens ហើយចំណែកឯខាងក្រុម team solistis វិញI Love Leon ក៏លេង Pin ហើយចំណែក Donald Trump ឈ្មោះកាប់តែម្ដងបាទ Donald Trump គឺលេង Gwen ហើយចំណែក Arim វិញលេង Gaslet Edge បាទយើងមកមើល Land Handler នេះវិញបាទពួកឯងបាននៅចាំងកក៏នឹងតែរត់លុយរៀងៗខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមកមើល Land Handlerតែយ៉ាងណាដែរបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទតេះសាក់ skill ចាក់ជាប់រូតបាញ់ហើយម្ដាយពីដៃអេបាទគេថាក្រុមនេះគឺស្មារតីគ្នាយ៉ាឡើងមក3នាក់ហើយខាងក្រុម Murder Squad ចាក់ជាប់ដល់12នាក់ឯណោះ Alpha Skin ចូលអូតតបៃទៅលើ Gwen តែ Gwen នេះក្នុងប៉មមិនទាន់ចឹងយើងត្រូវថយក្រោយវិញចាក់ជាប់ហើយអស់ជីវិតមួយជីវិតទេអូបាទអត់ទេដាក់ Alpha ទៅតែសិនតើតារារៀងខ្លួនបាទឥឡូវខាងក្រុម Team Solistic ចាំងកនេះក៏មកជួយខ្លួនឯងបាទមកជួយខ្លួនសិនបាយម្ដាយបាទឥឡូវភីនដើរចូលមកមុខហើយបាញ់ slow មួយជន់ចូលអូឃើញថាខេស្ត្រាអត់ឈាមច្រើនមែនតើខ្ញុំតែមកឈាមពេញមិញឥឡូវអត់ឈាមតានេះទៀតហើយមកគ្រាប់ចាក់ចូលមកទៀតឥឡូវខេស្ត្រាសំដាយទេអូស្លាប់អត់ទៅហើយបាទភីនក៏សល់ឈាមតិចដែរតែឥឡូវហើយឡែននោះក៏ព្យាយាមចាក់ទៅលើក្វែនហើយអាល់ហ្វាសម្លេះភីនបានសម្ដេចແລະສາຈະມາໃຫ້ແປກກະດາບໍ່ເນາະວ່າແມ່ນໃຫ້ແປກກະດາຄືຄົມແປກກະດາຕິດບາດអូបាទទៅតែពីរគ្រាប់ទេតែទៅក្វែនចង់ស្លាប់ចាក់ជាប់បាញ់ទៀតyou
này bà chỗ máu chụp kia hỡi họ chỗ mùi tại mình chư tê bà bộ ấy pin tan nè hè đồ đi chọn chỗ ta chọn trời thế mà nó kháng crom đấy hero ở trang gọi mười mỗi toàn sơn miền ở thả toàn sơn chỉ miền ở tipo lên mà thế còn có gãy cả sơn bàn chân này ya khơi hỡi bàn chỗ scan nè lùi bàn ô lùi bàn bật cò bên mà là nâng Star Miner mà chui vai hay lên snap đá kế là alpha sao xem tay những kế mà scan cho vai là kế tế rồi alpha xem tay bằng tay con mình chỉ vượt phí hay con sao anti tiếp bạn con chất chất vai ở con trai wing mà toàn trong vai hero tế là lấy tất cả giỏi thầm hay ít chụp cơ mà tới Red Blade Castellan có toàn lên cạnh mà đấy còn nếp xe dâm ở farm rồi gối cho thỏa mà đa sẵn Crop, ôi dạ, ôi mà chọp pin này mà nóng stun chọp hay ulti ping ping được bỏ ở riêng tới bà ta lấy đi thoi cry sẵn rùa bà của anh nó chết form pick mà nhau ulti môi chỉ ca hạt bàn bà của ấy chúng là tha sao trên tay đấy đã ai tìm mồi ở đằng bên cạnh rồi rút chóp flare muối bom nó đẹp đại hay lấy cái slide tay té cái sao chúng nia lens nó đẹp đại đấy ở rô lưới em bèn rô lưới bài người ta còn thấp chia chúng tôi bom lấy alpha họ trôi hay nguyên phong thiên đánh cho tiết à nơi ở admin đã slap đại đấy và first kill off mặc nó hay bạn ba mấy bánh mấy nó pin là o mình tên ông mà chọn pin nhẹ nó bà tham gia squad si go mày nè ấy nhá khơi nhảy là đây khơi quạt quạt thợ quạt khoáng quạt được thà đồ phổ sân bay một mà đi đứng ô si bè tan thế riêng nó sao chưa mặn tịt thế alti được bao khách ra pin chỉ ở lên pin slap hai cái phần được chi ở tam từ lơ quen tiết alpha mà có một crop ya mà chỉ bất quan nơi mình ở lại thế còn toàn slap thế anh chụp khờ chả chụp đó chụp tề bằng vậy mới đấy mình mà tại quạt họ mà chụp ấy crop ô bị đã slap đó mà đây cái trang ăn tiền là lấy con chỉ biết muối là sao tập bom Snowman, oh mà chọn pin nhẹ nhất hai pin đi, oh man on on đèn castel, slap môn bật môn kê bật hai, lấy đi, quên chơi game thôi cày mà, ru bà, sao tầm đây đây LT bà pra LT làm đó vay mặt đó pra LT bà riêng lo mình đến là lại đặt bom hết cho vào bên Castrel đào bom hết bà alpha có chưa riêng vay được nữa riêng đấy đã riêng miên seal năng lo mình đến LT pram rồi được mấy bà pram rồi được mấy chẳng bằng hero club một chữ nữa mà đặt sự nghiệp riêng mấy ngọn xây chữ ba mềm xây chữ chữ đấy em ta chim còn chưa mà Huh?
Alpha របស់យើងត្រូវបានខាងក្រុម Team Synthesis វាយអាដាក់ Ulti ខុសបាទអូចំ scan ចំវាយចំឥឡូវសម្រាប់រៀមបានហើយចាក់ជាប់ pin ប៉ុន្តែ pin មានឲ្យនេះអញ្ចឹងអត់ជាប់ទេ Silent ដល់តែ3ម្នាក់នោះឥឡូវណា pin នៅសល់ឈាមតិចទេ scan ចូលទេអូបាទសត្វចង់អត់ចង់ឲ្យអស់ជីវិតទេបាទអាយ៉ា scan យកប៉ុនដើម្បីបានហក់ចូលជះមួយគ្រាប់អូមាន ulti មួយទៀតសម្រាប់បានមួយទៀតហើយអាប៉ាផ្ទុះមួយទៀតដល់ OK បានទៅលើ alpha ទៀតឥឡូវមានប៉មជួយជាមើលគាត់កាតាន់តិចគាត់កាតាន់ប៉ុន្តែឈាមគាត់តិចណាមកប៉មទៀតបាទមាន block ជួយផ្ទុះប៉មបាទផ្ទុះប៉មស្លាប់ alpha វិញបាទ alpha មិញល្អមែនតើចុះហក់ឡើងមួយនេះអូស្តាន់មួយជាប់ល្អមែនតើខេសត្រៃកំពុងព្យាយាមវាយទៅលើ alpha កំពុងវាយលើរៀមមកគ្រាប់មកគ្រាប់បាទអត់មាន stack ចឹងបាទគាត់វាយផ្ទាល់បាទក្បែរធម្មតាចាំនៅតែអាចសម្លាប់បានដែរអត់ទីអត់ទីអត់ត្រូវណាគេសោះបាទអត់ទីលើកូនចៃលេងបាទអាហ្វាឥឡូវនេះរៀមនៅម្នាក់ឯងកំពុងតែត្រូវគេធ្វើស៊ីហើយចាស់មួយស្តាន់ទៀតឥឡូវសម្រាប់រៀមបានហើយទោះបីជាមានសៀលដែលបានមកពីការប្រើស្គីលគាត់ក៏ដោយទីមួយទៀតដើម្បីជួយខាងក្រុមដើម្បីយកគោលម៉ាញ់បានបាទឥឡូវ300គោលហើយ scan ជាប់វាយធម្មតាព្រោះអីដល់គាត់តាន់ណាស់ហើយចិត្តដល់ប៉មទៀតអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលវាយហើយអស់ណាស tape ផតតែសិនបាទឥឡូវនៅក្នុងនាទីទី14នេះផងដែរយើងមើលចំនួន kill ទៅខាងក្រុមបាទ murder squad បាទគឺ7 kill ទល់នឹង4 kill បាទរបស់ក្រុម team solstice x បាទហើយចំណាយ goal វិញគឺ31 goal ទល់នឹង28 goalអូបាទក្បែរសល់ឈាមតិចមែនតែនហើយចំណែកអេខេសតែលនោះវិញកំពុងតែត្រូវបានរៀមវាយប៉ុន្តែជាប់ស្តាន់ជាប់អីផងហើយបានឡែនជួយការពារទៀតអាល់ទី1ចំល្អណាស់590ដាមេចឥឡូវនេះភីននៅតាមរះឯងតែម៉ងកំពុងត្រូវបានក្រុមមើលរ៉ស្វតជាយឹមវាយហើយជាន់មួយបាំងសៀលឡើងអីឈឺណាស់ scan ចំចាក់ចំបាទត្រូវសម្រាប់បាត់បាត់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះក្រខិនក៏កើតដែរចាំមើលមើលរ៉ស្វតស៊ីកន្លែងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាញ់ព្រះចូលមកម្នាក់ឯងតែឈាមច្រើនដែរyou
จ้มุ้ยเคยเชกเชนเต็งหดโจมาเลือนนะเรียมมาแต่ได้ทางคณีเกจจ้าอันมาแม่นดังก็ดาวแต่กดด้วยอัดฟอร์สเป็นคณีเกจจ้าแต่หลายนึงเกมปงแต่ดึงซีให้กับบางกระคันเตี้ยเอาตีเอาตีมเตอร์เต้บางแต่อย่างนั้นไม่กันเลยจะสำหรับบางได้อัลฟาจีเนี่ยของเฮาอีกรอบพร้อมตาโจมาบางแต่กูเอ็มตอนนั้นไอ้ห้องอ๋อเชื่อมมาเลี้ยด้วยตักจังเลี้ยด้วยตะกอจังบ่าโอ้บ่าเอสเตียนเฮาอีกแพลตซ์บางกระคันได้บางเอสเตียนมาแต่กดเรียมกดการมาให้จมูกท่าตากดไอมาได้ไอตกบานเต้ใบใหญ่เนาะให้กระคันมือเตี้ยโจมาใบเรียมย่อดำเนาะโอ้มาพวยมาพวยล่างแล้วแบบปรำรอยดาวบุ๋มรอยแล้วก็แบนการมาเตี้ยโหกระคันเชี่ยมหลังเป็นดำรองกระคันต้องมาเลสควอตเชี่ยมปกป้อมซับแต่มาเนาะบาดจังๆเคยหายบาดทาเกมที่มุ้ยใช่ยังไงคือบาดเตลเลอร์ทางกรมเมอร์เดอร์สควอตไอพวกปอดนั่งชุบเขียมนอนเจ็ดในห้องเกมที่ปีเชื่อมต่อแต่บาดในห้องเปรมเตจเดียบาดจังโรงแรมตุสนามเตจเดีย